Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam đi về đâu. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi những phần phân tích và nhận định của Bên luận gia Đại Dương qua hai chủ đề: Bắc Kinh mở chính dịch vận động dư luận liên quan đến Nam Hải và cải cách giáo dục dạ hiệu tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, đích thân chủ tịch Tập Cận Bình chủ tọa buổi họp tập trung tại Bộ Chính trị về xây dựng cường quốc biển hôm 30 tháng 7 đã nêu lên nguyên tắc chủ quyền Nam Hải thuộc về Trung Quốc, các tranh chấp cùng khai thác. Ngoại trưởng Vương Nghị đã cụ thể hóa nguyên tắc trên qua ba giải pháp về tranh chấp Việt Nam-Trung Hoa tới diễn đàn cao cấp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chính lược ASEAN-Trung Quốc 2003-2013 hôm 2 tháng 8 tại Thái Lan. Và sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi phần phân tích của Bình luận gia Đại Dương để tìm hiểu về những ảnh hưởng của cuộc vận động này đối với Trung Quốc và khối ASEAN. Trước hết xin kính chào Bình luận gia Đại Dương. Chào cô Văn Lý, kính chào quý vị. Vâng thưa ông, thì tại cái buổi học tập trung của Bộ Chính trị lần thứ tám này, thì đặt trọng tâm vào xây dựng cường quốc biển với hai cột trụ chính. Vâng thưa ông, thưa quý vị là duy trì ổn định và bảo vệ quyền lợi, thống nhất giữa việc bảo vệ chủ quyền, an ninh với lợi ích phát triển. Vâng thưa ông, thì cái điều này ảnh hưởng như thế nào đối với dư luận tại Trung Quốc và ở khu vực Đông Nam Á thưa ông? À, thứ nhất chúng ta thấy rõ ràng rằng ông thập cận bình cũng như là bộ chính trị là hầu như là tất cả các chính trị gia cũng như là các nhà quân sự ở trung quốc đều muốn xác nhận muốn xác lập được cái chủ quyền của mình mà họ bất chấp cái công pháp quốc tế nghĩa là thế nào là chủ quyền của biển thế nào là chủ quyền của đảo được quy định rất rõ ràng trong luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai mà trung quốc đã ký nhưng họ không bao giờ diễn dịch theo đúng ý nghĩa của nó mà họ bóp méo đi do đó cho nên họ làm điều đó với hai hai mục đích mà chúng ta cũng đã có bàn thứ nhất là xác nhận đó là chủ quyền không có tranh cãi và thứ hai là họ khai thác tất cả tài nguyên nằm trong tay của họ nên là hai cái đó nó, nó hợp với nhau thành một cái chiến lược chung của Trung Quốc nên là vừa xác định chủ quyền vừa khai thác tài nguyên với đề thứ hai chúng ta đề cập đến là trong cái phần của ông Tập Cận Bình cũng như là cái phần của ông uh, Vương nghị họ đều đề cập đến một điểm là cảnh cáo East Asian và Mỹ về việc Trung Quốc sẵn sàng sử dụng vũ lực tại Nam Hải Mặc dù họ hô hào hòa Bình nhưng họ họ sẽ sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ những cái chủ quyền mà những chủ quyền như chúng ta đã nói là bất hợp pháp theo cô Vâng thưa ông thì cũng như đã thưa trên thì tại diễn đàn đối tác chiến lược ASEAN Trung Quốc năm thứ 10 à, tại Thái Lan thì Bộ trưởng Vương Nghị đã đưa ra ba cái giải pháp liên quan đến vấn đề tranh chấp à, biển Đông Nam Á. Vâng thưa ông thưa quý vị à, gồm có đàm phán giữa các bên trực tiếp liên quan và tiếp tục thực hiện tuyên bố ứng xử trên biển và tham vấn bộ quy tắc ứng xử và tìm cách khai thác chung. Ông nhận định như thế nào? Ờ, trong cái phần mà mang đến thông điệp cho uh, các khổ, uh, cho khối sen thì ông vương nghị nói rất rõ và có một cái điều thay đổi với trước trước thì ông ta nói các bên liên quan trực tiếp bây giờ các ông nói là các bên trực tiếp liên quan có nghĩa rằng các bên trực tiếp liên quan có thể là có mỹ có nhật có úc gì đó vì trực tiếp liên quan nhưng bây giờ ông nói là ngược lại thì bây giờ ông nói là các bên gọi là có liên quan trực tiếp nghĩa là anh có liên quan trực tiếp thôi thí dụ phi luật tăng trung quốc rồi việt nam trung quốc này kia có liên quan thì mới nói tức là ý muốn nói không có chấp nhận cái, cái tình trạng quốc tế hóa không để cho các nước khác liên quan điều đó cũng có nghĩa là tôi thao luận tay đôi thôi thí dụ hoàng sa thì tôi thao luận tay đôi với việt nam thôi scarborough tôi sẽ thao luận trực tiếp với, liên quan đến phi luật tăng thôi như vậy tức là Đương nhiên bác bỏ đến một cái mô thức mà thế giới ủng hộ là đa vương. Và như vậy thì chúng ta thấy được kế tiếp là Trung Quốc đang dự trù kéo dài cái, cái gọi là tuyên bố ứng xử. Vì trong tuyên bố ứng xử không có cái sự ràng buộc nào cả. Anh muốn theo, anh theo, anh không theo thì thôi. Anh muốn làm, anh làm, anh không làm thì thôi. Do đó họ muốn kéo dài cái điều này và Việt Nam đã đồng ý điều đó với Trung Quốc mà chúng ta đã phê phán vừa rồi. Chứ như vậy có nghĩa là họ còn dùng cái cái đến cái quy tắc ứng xử thì họ nói tham vấn nhưng mà không nói thời hạn tham vấn là bao lâu. Như vậy kéo dài 10 năm, 20 năm hay mãi mãi cho đến khi họ, họ họ có thể khống chế được mọi về lực lượng quân sự cũng như là họ có hy vọng ngày đầu nó Mỹ nản lòng Mỹ sẽ bỏ ra đi. Hoặc là một khi nào đó phi luật tăng Việt Nam thấy không có cách nào được thôi, chúng ta đã bàn đồng ý với ông này, đó là con đường dài của họ đang nhắm tới. Và cái tiếp chúng ta thấy là ông Bưng Nghị nói rằng, cái sự trỗi dậy trong hòa bình của Trung Quốc mang lại hòa bình và mang lại hy vọng, chứ không phải mang lại đe dọa. Nhưng mà chắc không ai chấp nhận cái kiểu nói này cả, thưa cô. Vâng, thưa ông, thì tại diện đảng đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc, Um, khi này chỉ nói thoáng qua về vấn đề tranh chấp biển đông Nam Á và tập trung vào phát triển kinh tế, vâng thưa ông, thưa quý vị để nâng thương mại song phương từ 400 tỷ Mỹ kim trong năm 2012 lên 500 tỷ Mỹ kim vào năm 2015. Vâng thưa ông như vậy thì phản ứng của các nước Đông Nam Á như thế nào sau khi diễn đàn kết thúc? Chúng ta đọc lên thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái phần hội nghị được mô tả là vấn đề có nêu lên cái chuyện biển đông nhưng mà nói thoáng thôi và không đi sâu chi tiết ngược lại là bàn rất sâu về vấn đề kinh tế như thế trước đây các nhà phân tích trên thế giới họ cũng nói rằng Trung Quốc sẽ là sử dụng cái sức mạnh kinh tế của mình để khống chế và để chia rẽ cái khối Asian và đây hiện thể hiện rõ ràng chúng ta thấy hai trường hợp rõ ràng nhất Thái Lan sau đó thì bà thủ tướng đã đón ông ông Vương Nghị và hai bên thảo luận vấn đề hợp tác kinh tế trên mọi mặt liên quan đến vấn đề kinh tế thôi không bằng vấn đề khác thứ hai là ông ở tại tại campuchia tức là ông Sam Rensi là đảng quốc đại thì không xin lỗi đảng cứu quốc tức là thuộc về cái nhánh quốc gia chứ không phải thuộc cái phe Hun Sen bây giờ ông này vừa thất cử trước trước ông Hun Sen tức là ông Sen còn ở mãi mãi đó thì ông này thay vì khiếu nại thì bây giờ ông nó không chúng tôi thấy rằng các cái đảng phái cũng như ngay ông Hun Sen á thì không có tôn trọng cái chủ quyền biển đảo của Trung Quốc nhưng với tôi á thì tất cả các hoàng đảo nào mà Trung Quốc bảo vệ là lãnh thổ của Trung Quốc nói một cách rõ ràng như vậy tại sao vậy? Tại vì từ trước giờ là Campuchia dù người cộng sản hay là quốc gia gì cũng họ cũng luôn luôn chống Việt Nam và ông uh, Sihanouk tức là thuộc phe phe gọi là phe uh, quốc gia thì là được cái bà Trung Quốc bảo vệ từ đầu cho tới khi chết đi Và như vậy Tức là họ muốn dùng cái tay Trung Quốc Ông này, ông Sam René Renzi này Ông muốn dùng cái tay Trung Quốc Để gạt Hun Sen ra một bên Và ông chiếm vào cái vị thế Cho nên ông đưa ra những cái lời đó thưa cô Vâng thưa ông, trong một chủ đề um, có liên quan tới Việt Nam Trung Hoa thì ông có đề nghị um, các nước, uh, các quốc gia mà tranh chấp quần đảo Spratly trước Trường Sa nên cần giải quyết những cái vấn đề trồng chất trước thì hợp sức đàm phán với Trung Quốc về Nam Sa. Thì hôm 2 tháng 8, Ngoại trưởng Mã Lai Á Anifa Amin đã nêu ra cái đề nghị tương tự uh, để chuẩn bị tham vấn Bộ Quy tắc ứng xử với Trung Quốc. Thì ông thấy đề nghị này có... À, khó khăn và thuận lợi như thế nào? Trước nhất thì xin quý vị lưu ý là các cái vị trí mà chiếm đóng của năm quốc gia đang tranh chấp ở tại cái vùng đó. À, vì cái ông Brunei thì ông không có tranh chấp với cái hòn đảo ở tại cho chúng tôi không nói đến. Thì năm tranh chấp đó thì Việt Nam đã giữ 21 vị trí kể cả đảo, kể cả, cả những dạng san hô và Trung Quốc thì Phi thì được 10. À, và Trung Quốc thì bảy nhưng mà bảy và Malaysia bảy thì hai anh đó là chỉ có sở hữu chỉ có chiếm đóng các cái bãi san hô hoặc là cái đá thôi chứ không có hoàng đảo nào cả và ông Đài Loan thì có hai một cái đảo và một rằng san hô như vậy thì trong tất cả năm cái anh này thì có ba người đòi chủ quyền toàn bộ là Việt Nam Trung Quốc và Đài Loan như vậy thì rất là khó khăn cho cái việc mà để họ tương nhường với nhau để có thể tạo cái vùng đánh cá chung đó là một cái khó khăn nhất mà nếu vượt được như ông Malia nói nghĩa là các anh đó, đừng có nói anh chuyện Trung Quốc đi bây giờ những anh này là muốn ngồi lại với nhau bàn sao ôi dự chồng đoán đó bây giờ mình giải quyết đi để mình cùng khai thác trong khu vực đó nhưng mà cái khó khăn nó nằm ở chỗ là những anh kia đòi chủ quyền toàn bộ cái thứ hai chúng ta nói đến là cái dễ của nó cái thuận lợi của nó là dễ hợp tác bởi vì nếu mà anh đã làm được điều đó thì cái sự hợp tác về nghề cá, hợp tác về khai thác nó rất là dễ 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 dàng theo giữ theo đúng cái luật pháp quốc tế anh có quyền như thế nào và như thế tôi cho đó là cái điểm thuận lợi thưa ông. Vâng, xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần phân tích của biên luận gia Đại Dương qua chủ đề Bắc Kinh mở chính dịch vận động dư luận liên quan đến Nam Hải. Chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem cải cách giáo dục dạ hiệu tại Việt Nam trong phần 2 của chương trình sau phần thông tin thương mại.